con nhìn cô bắt sâu nhá. Đấy các con phải quan sát. Đây. Một này, đây này, hai này, ba. Trên tay nữa kìa. Oh, con này con. Trên tay nữa kìa cô giáo ơi. Đây. Đây, con này, 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 con đây, một sâu ơi. Đây các con nhìn thấy không? Đây là con gì? Hả? Con sâu gióm thế nhìn thế nào? Nó có gây ảnh hưởng đến cho chúng mình không? Nó khiến chúng mình làm gì sao? Bị ngứa đúng không? Bị ngứa này, cho nên các con đi quan sát này khi vào gốc cây này, hoặc đi đâu các con phải quan sát nhé. Mùa này là mùa sâu nhớ chưa? Nếu mà gặp sâu thế này là phải tránh đi nhớ chưa? Phải bảo người lớn nhớ chưa? Không được tự tay sờ và bắt lấy nó nhớ chưa? Rất là ghê. Nhớ chưa? Đây các con nhìn thấy chưa? Ghê chưa? Đấy. Cho vào bếp nha. Đấy. Ôi, nhìn những con chăn này. Trời ơi. Này.